Hôm nay đã là 29 Tết rồi, mình mua một ít dưa cải về mình muối nhanh trong ngày. Thì đây là một bó dưa cải khoảng 1 kg mình mua ở siêu thị nè. Cải mùa Tết rất là tốt luôn. Đây nó to, một cái cây này nó to. Bây giờ mình sẽ tước ra và mình sẽ rửa sạch. Ở đây thì mình sẽ lấy cả lá với lại cọng luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm cải chua là mình không có phơi, mình sẽ ngâm muối để cho cải nó giòn, thay vì mình sẽ phơi nắng vài ngày ấy thì mình sẽ ngâm muối. Mình sẽ lấy luôn cái một ít bẹ non luôn ha. Bây giờ mình sẽ ngâm dưa cải vào trong nước muối. Mình sẽ cho khoảng 4 thìa muối vào trong nước. Và mình cắt nhỏ dưa cải thành những cái miếng vừa ăn, khoảng 2 đốt ngón tay như thế này. Và mình ngâm trong khoảng 3 đến 4 tiếng để cho dưa cải nó héo lại, tăng độ giòn lên và nó khử bớt cái độ hăng của dưa cải. Sau 4 tiếng thì mình thấy cái dưa cải nó xẹp xuống các bạn. Đó, mình sẽ thấy nó dai hơn. Bây giờ mình sẽ vớt ra và mình sẽ tiếp tục ngâm với một ít nước ấm. Mình trụng sơ qua một ít nước ấm. Bây giờ các bạn sẽ vắt khô cái dưa cải này, càng khô càng tốt các bạn ha. Tại vì có nước vô thì nó sẽ làm hư cái dưa cải ấy. Bây giờ mình sẽ cắt một ít hành tím để mình muối chung với dưa cải.
Ở đây bạn nào thích ăn ớt thì mình có thể cắt thêm ớt hoặc là tỏi cũng được. Còn mình thì mình chỉ cắt với hành tím thôi. Bây giờ mình sẽ trộn cái nước giấm đường này với dưa cải của mình. Mình trộn đều như thế này thì nó sẽ ngấm vào từng cái miếng dưa cải. Mình gấp ra ngoài thố như thế này, mình gấp đều và mình sẽ chắc lấy cái nước giấm đường này mình đun lên cho nó sôi, mình hớt bọt đi, rồi mình để nguội. Sau đó mình lại đổ vào trong cái thố thì cái dưa cải của mình á, nó sẽ không có bị hư mà còn để lâu được nữa. Mình đã làm xong một thố dưa cải rồi. Bây giờ mình để khoảng hơn một ngày là mình có thể ăn được. Ở đây mình sẽ ăn cái món này với bánh chưng thì nó sẽ đỡ ngán. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mừng năm mới.